Chương 1222, đệ nhất cường giả Lạc. Hành tộ xem như không có lượng thiền thụ căn, thực lực của hắn cũng tương đương thánh nhân cường giả. Thế nhưng hôm nay dưới đạo tuyến này, thế mà ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị đập về. Lĩnh vực quy tắc tại dưới thủ ấn quy tắc yếu ớt chịu không nổi. Trong đại điện bao quát La Hư, các loại bốn tên thánh nhân đứng ở bên trong hơn 10 người toàn bộ đứng lên kiếp sợ nhìn chằm chằm nam tử. Lạc, La Hư rung động lên tiếng, hắn nhận biết người này tới chính là Lạc. Lúc trước, Lạc liền làm sao với bọn hắn lợi hại hơn, bây giờ Lạc tựa hồ là tầng lầu cao hơn. La Hư bốn người kinh dị không thôi. Bá kỵ trọng thương thực lực điên cuồng phát ra, bây giờ Lạc trọng thương về sau thực lực là một dạng điên cuồng. Chẳng lẽ thực lực bọn hắn một bực rậm tại chỗ cũng bởi vì không có thọng trọng thương. Người là Lạc, hành tộ bình tĩnh lại, lượng thiền thụ căn lơ lửng trên đầu hắn, hiển nhiên chuẩn bị tùy thời động thủ. Người là kiêng kỵ máu kỵ kia, cho nên không dám liên thủ vây công hắn. Lạc cũng không tiếp tục với hành tộ động thủ, mà lạnh lùng nhìn chăm chăm hành tộ. Mặc dù Lạc không có động thủ, hành tộ y nguyên cảm nhận một loại nguy cơ. Loại nguy cơ lại chính là hắn chạy là nói sai một câu. Hắn là gặp phải Lạc toàn lực xuất thủ. Lấy thực lực của hắn, có thể từ là hừ bọn người bỏ chạy, nhưng mà khẳng định chính mình không cách nào trong tay Lạc bỏ chạy. Nghĩ tới đây, hành tộ ôm quyền nói, Lạc đó, ta đích xác là kiêng kỵ mà quốc kỵ, bởi ta rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu. Bất quá bây giờ, cùng trước đó khác biệt, nếu như đạo hữu cũng gia nhập vây công mặc quốc kỵ, ta hành tộ đương nhiên không lùi bước. Để hành tộ lời thật lòng, Lạc vừa rồi mới có một đạo thủ ấn, hãy biết Lạc tuyệt đối là mạnh hơn mặc quốc kỵ. Có Lạc xuất thủ, có thêm 4 tên thánh nhân, còn có hắn bên này tương đương với thánh nhân cường giả, hơn 10 đạo quần cùng thân đế, mặc kỵ có mạnh hơn cũng là không có cơ hội. Dạng này là tốt nhất. Lạc quét qua hành tộ một chút, lúc này mới đè ánh mắt rồi là hư 4 người trên thân. Lạc đạo hữu, gặp Lạc ánh mắt quét tới, là hư 4 người đồng thời đối với Lạc ôm quyền. Nếu như trước đó bọn nói không chừng đối với Lạc liên thủ vây công, đang nhìn Lạc động thủ về sau là hư 4 người rõ ràng bọn hắn liên thủ tiếp cũng là vô pháp ngăn lại Lạc. Huống chi giờ phút này hắn địch nhân lớn nhất không phải là Lạc mà là Mạc Quốc Kỵ. Ta có biện pháp để Mạc Quốc Kỵ dẫn tới một cái tuyệt địa, chờ Mạc Kỵ bị dẫn tới tuyệt địa, chúng ta lại là tại tuyệt địa liên thủ vây công, hắn hẳn chết không nghi ngờ, Lạc bình tĩnh nói. Nghe được Lạc lời, là hờ 4 người liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt hiện ra cực độ kinh hỉ. Tuy nói bọn hắn cũng chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Quốc Kỵ, nhưng mà hắn trong lòng rõ ràng có lẽ bọn hắn có thể dưới tình huống đánh lén ám toán Mạc Quốc Kỵ trọng thương. Bất quá nói muốn giết là Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối là phi thường xa vời. Bây giờ Lạc thêm tiến đến, đợi chỉ hắn cơ bản chắc thắng. Lại là như Lạc nói, vậy thì Mạc Quốc Kỵ có thể dẫn vào trong tuyệt địa, bọn hắn càng là xác định vững chắc thắng. Lạc tự hổ sớm biết là hư bọn người đồng ý ý kiến của hắn, thản nhiên nói, báo kỵ trên người bảo vật nhiều không kể xiết, ta chỉ cần trên người hắn tất cả đạo tắc, những vật khác ta một điểm cũng không cần. Không được, Thái Lan đột nhiên đứng, báo có kỵ trên thần đáng giá nhất chính là đạo tắc, nếu như người muốn tất cả đạo tắc vậy chúng ta còn cái gì. Hà, Lạc ngẩng đầu cười khinh thường chỉ vào Thái Lan nói, không phải ta xem thường các ngươi, không có ta Lạc toàn bộ các ngươi vây công mà quốc kỵ cũng là vô pháp động một cái sợi tóc của hắn. Trái lại là không có mấy người các ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể giết Mạc Quốc Kỵ, chỉ là có các ngươi càng thêm ổn thỏa một chút. Có ngờ các ngươi biết Mạc Quốc Kỵ bây giờ tại nơi đâu sao? Ta cũng không biết Mạc Quốc Kỵ nơi đâu, mà ta có biện pháp để hắn đi một chỗ. Đám người trầm mặc xuống, bọn hắn rất rõ ràng Lạc nói đúng. Một cái không có Lạc, bọn hắn lưu lại Mạc Quốc Kỵ khả năng cực nhỏ. Nếu tăng thêm Lạc, đó là hoàn toàn khác biệt. Còn có một cái chính là bọn hắn không biết Mạc Quốc Kỵ ở đâu. Lạc đạo hữu, vũ trụ đạo tắc cũng chỉ có thể dùng hợp một đầu đạo chứng. Đạo hữu muốn thêm không có ý nghĩa, là hừ khách khí nói. Hắn nói chính là thực tế, vũ trụ đạo tác vật này tại đại lượng kiếp không có đến trước đó, xem như là một cái đầu cũng là vô pháp dung hợp. Đã nhiều năm như vậy, vô lượng vực bốn tên thánh nhân có được một đầu vũ trụ đạo tác cũng không có người nào có thể dung hợp. Cuối cùng vũ trụ đạo tác này bị Mạc Quốc Kỵ cướp đi. Mắt thấy diệt thế lượng kiếp sắp tới, đạo vũ trụ đạo tác này bị ai đạt được, người đó liền có thể tiến thêm một bước. Lạc cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Lúc trước thực sự là hắn coi chỉ có thể dung hợp một đầu đạo tắc, cho nên dung hợp thứ 9 vũ trụ đạo tắc, đem còn lại 8 đầu lấy ra bồi dưỡng 8 tên thánh nhân. Kết quả hắn không có thành công. Tại giới đại lượng kiếp, hắn chẳng những kém một chút đạo tiêu, còn là thất lạc 8 đạo vũ trụ đạo tắc.
Lần này Mã Kỵ Phàm nhân đạo tác trọng thương hắn, ngược lại để hắn cảm ngộ tới một cái tia giữa thiên địa vũ trụ tồn tại đạo lý. Vô luận là tiên phàm, chỉ cần có thể tại thiên địa tồn tại, vậy là có đạo lý. Cho nên hắn trọng thương về sau lần nữa dung hợp một đạo vũ trụ đạo tắc. Tại hắn dung hợp hai đạo vũ trụ đạo tắc về sau, thực lực hắn điên cuồng phát ra so với lúc trước đến cường đại đều chỉ mấy lần. Tại dung hợp hai đạo tắc về sau là cũng thuộc về chính hắn cảm ra đạo ngộ. Chỉ là cần hắn dung hợp chín đạo vũ trụ đạo tắc, hắn chỉ để thoát khỏi tạo hóa kiếm cùng trói buộc, bước ra thánh nhân chi cảnh, đi vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu như suy đoán của hắn hợp lý, vậy thì tại vũ trụ mênh mông, cảnh giới hoàn toàn mới này chỉ có một người, chính là người dung hợp chín đạo vũ trụ đạo tắc. Lạc Thản như nói, chín đạo vũ trụ đạo tắc này vốn là đồ của ta, ta muốn nói thực là không có chữ vô dụng. Bất quá tương lai ta là khen thưởng cho ta thù hạ. Đương nhiên các vị cũng đừng coi máu kỵ trên thân, quý nhất là chín đạo đạo tắc Côn Ngô kiếm ngay tại trên người này. Nếu như ta đoán không sai, trên thân người này còn có nguyên bộ lạc thư cùng với một gốc sống được ám mộc. Nghe lời lạc bao quát là hư trong tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn biết máu kỵ trên thân còn có thảo thiết hòa cùng đại hủy diệt thuật. Gia hỏa này quá giàu có đi. Trông thấy bao quát bốn tên thánh nhân, tất cả thân vị trong mắt cường giả đều một loại tham lam. Lạc tiếp tục nói, nhưng cái này cũng không phải là hắn tất cả. Căn cứ ta cảm nhận khí tức trên thân hắn hẳn có tuế nguyệt bàn, nhiều đồ như vậy chẳng lẽ là không đủ phân, nhất định là cướp ta đạo tắc. Lùi một bước tới nói, máu kỵ thế giới ngoại trừ ta có thể mở ra, các người làm sao mở? Đây là bởi vì máu kỵ ít sử dụng thánh đạo phù, nếu nhắn sử dụng thánh đạo phù mà nói không chừng thánh đạo phù đều là bị lạc cảm thấy. Là hừ, bốn người lần nữa liếc mắt nhìn nhau đồng thời nói, đã như vậy thì chúng ta cùng lạc đạo liên thủ. Máu kỵ trên người bảo vật rất nhiều, đối với mấy vị thánh nhân tôi nói trọng yếu nhất bảo vật hay là vũ trụ đạo tắc. Hiện tại lạc nói vũ trụ đạo tắc phân phối hiển nhiên là không thực tế sự tình, chỉ có chờ mọi người liên thủ đem máu kỵ xử lý về sau lại nói thánh đạo phủ phân phối. Lạc rất hài lòng, hắn không nghĩ tới trước tiện tay nhốt hai lữ nhân, hiện tại thế mà thành xử lý máu kỵ mấu chốt. Chính vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, sầm thư âm trên người lạc thư có máu kỵ khí tức, hắn há có thể không cảm giác. Hắn không có cướp được đi lạc thư, không phải bởi hắn chướng mắt lạc thư mà muốn giữ lại sầm thư âm để máu kỵ chủ động dẫn tới tặng đồ. Lúc đó hắn cũng không biết máu kỵ cường hãn đến thế, có thể trọng thương hắn trình độ. Hắn cầm tù sầm thư âm chỉ là bởi vì hắn đối máu kỵ rất là khó chịu. Máu kỵ đem hắn Côn Ngô kiếm cướp đi không nói, còn ở trong kiếm ngục giết hắn một đạo kiếm linh. Dù là đạo kiếm linh kia sinh ra lòng phản loạn, vậy cũng không phải máu kỵ có tư cách giết. Thư âm, ngươi có cảm giác hay không nơi này có chút không đúng? Khúc dù bỗng nhiên đình chỉ tu luyện, đứng lên cắt ngang lời sầm thư âm tu luyện. Sầm thư âm gật đầu nói, nơi này không gian giống như là chúng ta hỗn độn không gian kia một dạng, căn bản không có lối ra, trừ phi có người bên ngoài tiến tới. Ai, sớm biết còn là không bằng lưu ở trong hỗn độn không gian kia. Chúng ta vận khí quá là xui xẻo, mỗi lần là rơi vào một loại không gian không cách nào rời đi ở hư không. Khúc dù lắc đầu, thư âm, lần này chúng ta không hẳn là ở lúc vô tình lọt tới. Sầm thư âm nghi hoặc nhìn Khúc dù, cương giả kia căn bản không thèm giữ cho chúng ta, tiện tay kéo một cái chúng ta mới là lém vào trong loại không gian này, làm sao là lại không phải trong lúc đó vô tình tiến tới? Khúc dù nói ra, ta là hỗn độn thần cách trời sinh có một loại nguy cơ mẫn cảm, ta luôn có cảm giác cường giả kia không phải là tiện tay kéo một cái mà là cố ý đem chúng ta bỏ đây, tựa hồ đang chờ một người nào đó đồng dạng tới, và lại là ta cảm tới nơi này chỉ có thể vào không thể ra, một khi tới liền là không có cơ hội rời đi. Sầm thư âm ngẩn ngơ lập tức nói, Khúc dù tỷ, người nói là có người muốn mượn nhiều chúng ta ám toán, người muốn cứu chúng ta. Hẳn là không sai, Khúc dù ngừng trọng nói. Sầm thư âm có chút không thể tin, Khúc dù tỷ, thế nhưng là ai tới đây cứu chúng ta? Lại nói thực lực chúng ta dâng lên nhanh như vậy, cho dù là nhận biết bằng hữu chúng ta cũng không có tư cách cứu người à? Có một người có thể, nếu như hắn biết tới đây, sợ rằng hắn ngay cả mệnh cũng đừng tới. Vô kỵ, Khúc dù nói chưa dứt lời, Sầm thư âm kinh hoàng kêu danh tự, lập tức đột nhiên đứng lên, có chút bối rối.
Chương 1223: Chủ động vào trong. Khúc Du ngây người nhìn chằm chằm Sầm Thư Âm vô kỵ. Sầm Thư Âm gặp Khúc Du nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút lúng túng. Khúc Du tỷ, ta không phải là ẩn giấu, ta chính là Mã Quốc Kỵ thê tử. Chỉ là Sầm Thư Âm không biết nói thế nào hướng Khúc Du giải thích. Khúc Du trước mặt nàng nói người ưa thích là vô kỵ, nàng mở ra chuyện này vậy tất cả mọi người xấu hổ. Khúc Du sắc mặt đỏ, nếu có một cái lỗ có thể chui nàng khẳng định chui vào. Nàng không chỉ một lần bừa đặt ra nàng đối với Mã Quốc Kỵ yêu say đắm, hay là tại Mã Kỵ thê tử Sầm Thư Âm trước mắt. Nếu đổi lại là nàng, nếu có một nữ nhân không ngừng trước mặt nàng nói ra thích nàng phu quân sự tình, nàng một dạng là không thích. Có thể nàng cùng Thư Âm bị ra một chỗ không biết bao năm, có thể nói trên cơ bản đều nói rồi, hai người cùng một chỗ lương tựa sống, thời thời khắc khắc gặp sự uy hiếp cái chết, có cái gì không thể nói. Thật xin lỗi Thư Âm, ta Khúc Du không biết nói thế nào giải thích. Sầm Thư Âm chủ động nắm lấy tay của Khúc Du nói, Khúc Du tỷ, ngươi nhiều lần giúp ta, nếu như không phải người giúp ta, ta tiến độ không tăng nhanh như vậy. Ta tu luyện không có sư phụ, mỗi lần đều là người tới chỉ điểm ta. Cái này Sầm Thư Âm nói không có sai. Khúc Du tới từ là thần giới đại tông môn, đối với tu luyện lý giải so với Sầm Thư Âm tu trên giới đi ra tán tu, thái điều này là mạnh hơn rất nhiều. Thư Âm, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Mạc Quốc Kỵ không phải, ta cùng Mạc đại ca ở giữa thật không có gì. Hắn đưa ta hỗn độn tuần cách hoàn toàn bởi vì hắn không thích một người, hắn không thích thiếu một người một chút. Sầm Thư Âm càng nhu hòa nói, Khúc Du tỷ, vô kỵ tính ta tự nhiên lý giải, hắn chính là người như vậy, huống chi những năm gần đây chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, còn không có lợi khác kia là cái gì. Hiện tại ta chỉ là hy vọng người đừng nghĩ nhiều, chúng ta thật là trùng hợp đi vào đây mà không phải bị người ta bố cục dẫn Mộ Kỵ tới. Nghe Thư Âm lời nói, Khúc Du trong mắt nhất thời quên xấu hổ, lắc đầu nói, hẳn là không, lần trước chúng ta sở dĩ đi ra trong hỗn độn không gian nhất định là bởi vì bị Ngạn Hoa kia, nếu không chúng ta sẽ là không trùng hợp tấn nhật hỗn độn không gian, còn nhìn thấy một cái đạo đáng sợ đạo tắc màu tím. Làm sao? Trông thấy Khúc Du dừng lo lắng, Sầm Thư Âm vội nói, giờ phút này Khúc Du sắc mặt đã khôi phục bình thường, so với Mã Quốc Kỵ sắp tức chui đầu vào lưới, làm có điểm xấu hổ tính là gì. Nàng thở dài, ta hiện tại khẳng định người kia chính là vị dẫn Mạc đại ca tới. Vì cái gì? Sầm Thư Âm theo bản năng hỏi. Khúc Du nói, loại đại lăng kia có thể là một cái đạo nguyên thần đạo tắc, liền đem chúng ta ném vào vô tận hư không, hắn có thể không phát hiện ra ta hỗn độn thần cách cùng trên người Lạc Thư. Nếu như ta đoán không sai, người Lạc Thư khẳng định là Mạc đại ca tặng. Đổi thành người khác, Khúc Du không dám dạng này suy đoán, liền cho dù tốt đạo lữ cũng không đem Lạc Thư vật này tặng người, nhưng là Mạc Quốc Kỵ nhất định. Mạc Quốc Kỵ có thể đem hỗn độn thần cách đưa cho nàng một trường, Lạc Thư tính là gì? Sầm Thư Âm sắc mặt đại biến, Khúc Du tỷ, ta Lạc Thư thật là vô kỵ tặng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nàng cũng minh bạch, Mạc Quốc Kỵ tặng đồ vật khẳng định chỉ có Mạc Quốc Kỵ đạo niệm khí tức. Bình thường người không cảm giác được, cường giả tiện tay lên đem bọn hắn quét tới kia có thể không cảm giác được ư? Khúc Du sắc mặt cực kỳ lo lắng, nàng một dạng không biết làm sao bây giờ. Nàng bởi vì hỗn độn thần cách chỉ có thể cảm nhận nguy hiểm, có thể cảm nhận nơi này tựa hồ là một cái thiên địa lồng giam, để nàng phá giải nàng không có biện pháp gì. Trông thấy Khúc Du sắc mặt Sầm Thư Âm liền biết Khúc Du không có cách, nàng hít một hơi sắc mặt hỏa hoãn lại, Khúc Du tỷ, nếu vô kỵ có chuyện gì ta liền cùng nàng đi. Khúc Du không nói gì, nội tâm là một dạng hạ quyết tâm, nếu Mao Kỵ tới cứu các nàng xảy ra chuyện, nàng cũng cùng đi, vô luận có hay không có thể còn sống sót, nàng đã không biết sống đơn độc. Nghĩ như vậy, nội tâm nàng xấu hổ ngược lại rất nhiều ít đi, dứt khoát thả lỏng người, trong lòng hỏi, Thư Âm, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi cùng vô kỵ là thế nào nhận biết? Đương nhiên có thể. Sầm Thư Âm tựa hồ biết Khúc Du nghĩ như thế nào, nếu bất lực vậy là đành nghe theo mệnh. Mã Kỵ ngừng lại, tên nhỏ sĩ kia ngọc sản phi thường chuẩn xác, trước mặt hắn là một đạo màu lâu đỏ vòng xoáy khe trời loạn lưu. Bình thường tu luyện tới chuẩn thánh cấp bậc cường giả cơ bản có một loại nguy hiểm dự cảm, Mã Kỵ vừa đến đây liền là cảm nhận uy hiếp, loại khe trời loạn lưu này đi vào liền là tuyệt đối ra không được. Tu sĩ khác cảm nhận được nguy hiểm có lẽ là cùng tên nhỏ sĩ kia đồng dạng, tranh thủ thời gian rút đi, thế nhưng Mã Kỵ biết hắn không thể rút,
trong này có sầm thơm. Nếu như hắn rút lui, vậy là không có còn người đem thơm ra. Loại khe trời loạn lúc này, bình thường thần niệm các bạn không cách nào thấm vào. Bất quá mạc kỵ ngoại trừ thần niệm còn có linh nhãn. Sau này mạc kỵ bước vào thánh nhân cảnh, hắn linh nhãn trực tiếp xuyên thấu qua. Thần niệm vô pháp thẩm thấu khe trời loạn lưu. Lập tức hắn thấy lít nhà lít nhít đạo văn cấm chế. Xem như mạc kỵ tới thánh nhân cấp bậc, hắn linh nhãn rơi vào trên đạo văn cấm chế y nguyên có chút choáng váng. Một canh giờ không tới, mạc kỵ thu hồi thần niệm, hắn nhắm mắt nắm chặt nắm đấm. Hắn giờ là càng xác định đây là có người muốn dẫn hắn tới đây. Những cái đạo văn này dày đặc một loại hỗn độn khốn trận, đây là hỗn độn sơ khai thời điểm có vấn đề. Liền có thể nói đây là một cái toàn bộ cấp bậc vũ trụ tối cao nhất khốn sát trận, một khi đi vào cơ bản là không có khả năng ra. Nếu như hắn tiến vào, vậy không cần người khác động thủ, hắn cũng là vô pháp đi ra. Khốn trận này vốn chính là trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất tồn tại. Dù nào Hắc Kỵ khẳng định sớm thêm bây giờ trong hỗn độn cấm chế, hắn cũng không có vội vã vào. Hắn tuế dòng nghịch tuế nghiệp bàn, khoanh chân ngồi ở khe trời loạn lưu bên ngoài, không ngừng thôi diễn hỗn độn cấm chế dày đặc. Chính là hắn không có triệt để lý giải những cái đạo vận văn cấm chế, hắn cũng là tìm tới một cái biện pháp đi ra. Tuế nghiệp bàn chuyển động xuống ngoại giới, thời gian một năm không tới, Mạc Kỵ đã là thôi diễn trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian mới qua, Mạc Kỵ đột nhiên đứng lên, hắn thu hồi tuế nghiệp bàn, đưa tay bắt đầu bố trí trận văn. Lấy hắn trận đạo tri thức, muốn triệt để lý giải những cái đạo trận văn này, từ đó mở ra hỗn độn cấm chế chỉ ít cũng là mấy chục vạn năm thời gian. Chính hắn dùng tuế nghiệp bàn cũng là muốn ngàn năm. Thế nhưng Mạc Kỵ đợi không được lâu như vậy, mơ hồ cảm nhận được hắn nhất định phải mau chóng đi mang theo sớm thơm, bằng không mà nói diệt thế lượng kiếp tới hắn còn không thấy thơm cơ hội. Người lại là bị Mặc đại ca từ trong ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu về. Nghe sầm thơm nói tới Mạc Kỵ tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, Khúc Du ngạc nhiên thanh âm hỏi. Nàng thậm chí có chút khâm phục Mạc Kỵ vận khí tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì cùng u minh giới lân cận địa phương, Mạc Kỵ thế nhưng còn sống đi ra, quả thực là kỳ tích. Tại lại địa phương kia, một khi u minh cường giả biết đó là thần hồn câu diệt trạng tràng. Giờ phút này sầm thơm cùng Khúc Du đều không có luyện, các nàng rõ ràng tu luyện tuyết mạnh hơn cũng là vô pháp phá vỡ nơi này, còn không bằng chờ lấy Mạc Kỵ tiến đến một khắc mọi người cùng nhau đi. Mấy ngày sau, Mạc Kỵ bố trí cuối cùng một cái đạo cấm chế, không có lửa vần do dự, bước vào khe trời loạn lưu. Khi tiến vào đạo văn cấm chế dày đặc kia trong nháy mắt, Mạc Kỵ bắt lấy chính mình phạm nghiên kích tế ra. Phạm nghiên kích hóa thành ngàn vạn trượng cự vô phách trượng kích bắt ngang ngoài đạo văn cấm chế. Mạc Kỵ tiến nhập đạo văn cấm chế. Tại Mạc Kỵ bước vào đạo văn cấm chế kia trong nháy mắt, phía xa vô lực vượng lạc đột nhiên đứng lên, khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Không đợi đám người kia hỏi, tham lạc cười ha hả. Ta còn nói nhớ biện pháp nói cho Mạc Kỵ kia để cho hắn tới đó chịu chết. Không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền có được tin tức, chủ động tiến vào địa phương kia. Xem ra hai cái sâu kiến kia cùng hắn quan hệ xác thực là không tầm thường. Lạc đã sớm tính tới không tầm thường, bình thường có thể tiện tay đem lạc thư đưa ra ngoài. Bốn tên thánh nhân đồng thời kinh hỉ đứng lên, chính hành tổ có chút ngạc nhiên. Mặc dù hắn không muốn gây Mạc Quốc Kỵ, bất quá bây giờ cùng lạc những người này cùng một bọn, Mạc Kỵ tấn nhập trong cạm bẫy lạc bố trí, đối bọn hắn là thiên đại hảo sự. Là hư càng là bức thiết nói, lạc đó hữu chúng ta mau ngăn chặn hắn, đừng cho hắn trốn. Ha ha, lạc cười ha ha, hắn rủ mang theo một cái tia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bọn là hư đảo qua. Đào tẩu, cái chỗ kia liền tiến vào không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu, bởi vì nơi đó là hỗn độn khốn trận. Hiện đầy khai văn đạo văn, có thể nói vũ trụ đệ nhất khốn trận, làm sao đào tẩu? Chúng ta chỉ cần bắt rửa trong hũ là tốt. Đây không phải là nói chúng ta cũng không cách nào đạt được Mạc Kỵ đồ vật, Quỷ Cố Thần Đế lo lắng hỏi. Hắn chỉ cần một cái đồ vật, đó chính là Mạc Quốc Kỵ xúc địa thành thốn. Nghe nói Mạc Kỵ xúc địa thành thốn thần thông so với hắn còn muốn lợi hại hơn, lòng hắn lửa nóng vô cùng. Lạc đạo nghễ nói, nếu như đổi thành các người tự nhiên không có cơ hội đạt được đồ vật trên án, nhưng ta thì không giống. Chỉ cần các người nghe ta an bài, ta cam đoan không vứt xuống Mạc Kỵ trên thần một cái viên thần tinh. Chương 1224, nếu như có vĩnh hằng. Sau đó thì sao? Khúc Du nghe nhập thần, gặp sầm thơm không nói gì thêm, nhịn cũng được hỏi một câu. Sầm thơm thập giống như là
nhìn chằm chằm Khúc Su sau lưng. Tựa hồ giờ khắc này sau lưng Khúc Su mới là trọng yếu nhất. Bác Kỵ tiến vào, lòng hắn trầm xuống. Thế mà không có cách nào cầu thông chính mình phàm nhân giới. Không chỉ thế, hắn đạo niệm quy tắc trong này thực tế áp chế rất lớn. Bất quá Kỵ lập tức đem cái này vứt một bên, nhìn thấy một cái tấm mặt lệ tràn đầy mặt mũi, gương mặt xinh đẹp, lông mày cùng hắn lần thứ nhất thấy một dạng, vẫn là nhàn nhạt lông mày, cứ việc nước mắt không ngừng chảy là che không được hai mắt thanh tịnh tới có một cái thể chồng như này đáy lòng. Quỳnh Ngọc chóp mũi đẹp như hoàn mỹ, như bức họa không có lưu điểm tì vết. Vô Kỵ sầm thầm thì thào xen xỉ một câu, nàng hận không thể lập tức nhào tới mặt Vô Kỵ, nói cho hắn biết nàng đợi nơi đây vất vả, nàng tìm mệt mỏi, nàng muốn chất vấn hắn tại sao muốn đi ngừng hồn tiên Quỳnh Trì tìm hồn phách của nàng, để nàng nhiều năm như vậy không thấy hắn. Nếu một lần nữa nàng thà rằng nhắm mắt không thấy bất kỳ cái gì trì giác, cứ như vậy mỗi ngày buổi tiếp Ma Quốc Kỵ cũng không muốn cách nhau vạn năm. Dù không có linh hồn, nàng cũng có thể cảm nhận chính mình bên người mặc Quốc Kỵ. Thế nhưng là nàng hoàn toàn toàn thân nhũn ra, không có lửa điểm khí lực đứng lên. Dù giờ phút này nàng là hợp thân tầng 7 cảnh giới, vẫn là không đứng dậy nổi. Khúc Du chậm rãi quay đầu, nàng nhìn thấy hư không đi tới Ma Quốc Kỵ thật giống như trong mộng đồng dạng. Vừa mới các nàng tại đoàn luận người liền là xuất hiện các nàng trước mặt, một loại lòng chua xót hối tiếc lên đầu. Khúc Du không có cùng Ma Quốc Kỵ chào hỏi, nàng cúi đầu lặng lẽ từ xa lùi phía sau. Nếu như lời này có thể rời đi, nàng cũng là bao xa là liền đi bao xa. Nàng biết lúc này không phải nàng Khúc Du, nàng ở đây là dư thừa. Vô Kỵ sầm thầm rốt cuộc đứng lên, không có đợi nàng tiến một bước, Ma Quốc Kỵ đứng trước mặt nàng. Ma Quốc Kỵ tựa hồ muốn đem tay đem sầm thâm kéo, thế nhưng là tay hắn dừng. Tại không có tìm tới thơm trước đó, hắn tựa hồ không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại tìm tới thơm, hắn mới biết được hắn là người có thê tử. Hàn Thanh Như còn tại trong phàm nhân giới của hắn tu luyện, sầm thâm lại xuất hiện trước mặt hắn. Đã từng hắn cho là mình có thể xử lý tốt Hàn Thanh Như cùng sầm thâm tự tình, hiện tại hắn biết chỗ hắn để ý không tốt. Quốc Kỵ thơm không có cố kỵ chút nào, nhào tới mà Quốc Kỵ trong ngực, nước mắt thấm đẫm Ma Quốc Kỵ bả vai, nội tâm nàng mong mỏi một ngày này rất lâu. Thật xin lỗi thơm. Ma Quốc Kỵ chính mình cảm nhận được mình khổ khổ chất chất, hắn có lỗi thơm. Ngoại trừ cho tới nay thơm tìm tới càng là nhiều hơn nội tâm đối với sầm thơm ấy nấy. Hắn nhìn có biện pháp hướng sầm thơm giải thích, chẳng lẽ nói cho thơm nếu như hắn lúc ấy cự tuyệt Hàn Thanh Như, Hàn Thanh Như đem hắn không bao giờ sống sót, hoặc là nói chẳng lẽ chính hắn trong lòng không có một chút xíu nào đối với Hàn Thanh Như ưa thích. Thơm hoàn toàn không nghe lời mà Quốc Kỵ nói, nội tâm nàng có một loại kích động muốn xông ra lồng ngực, thân thể nàng lửa nóng bốc cháy lên. Trong đầu nàng mới vừa rồi cùng Khúc Du nói liên quan tới mà Quốc Kỵ hết thảy, mỗi một sự kiện mỗi câu nói đều để nàng hồi tưởng vô số lần. Đã từng nàng cho là nàng sẽ vì tu luyện bỏ bất cứ thứ gì, còn nam nữ yêu say đắm ở trong mắt nàng càng giống như là mặt trời khuất vậy xuống bồng tuyết, từ xuất hiện đến biến mất cũng chỉ là chớp mắt. Nàng là vẫn thiên học cung, thậm chí toàn bộ truyền tình đẹp nhất nữ tử, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải tiếp nhận bất luận người nào truy cầu, chưa bao giờ nghĩ tới là có một cái đạo lữ. Thẳng tới một ngày nàng thấy mặt Quốc Kỵ, thẳng tới một ngày nàng cùng Ma Quốc Kỵ gặp nhau, thẳng tới một ngày nàng yêu mặt Quốc Kỵ, nàng từ đội ơn cùng áy náy vì Ma Quốc Kỵ ngăn trở tất cả tất sát. Nàng bởi vì ưa thích bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh mình, cõng Ma Quốc Kỵ trong tinh không điên cuồng bỏ chạy, đến dầu hết để tắt nàng bắt đầu lưu lạc vũ trụ mình mồm tìm Ma Quốc Kỵ. Nàng yêu có hồi báo, chỉ có Ma Quốc Kỵ tiến vào tuyệt cảnh kinh cức phong môn cứu nàng, chỉ có Ma Quốc Kỵ điên cuồng tìm kiếm mình tâm tấn hoa. Tôi tiến vào ngưng hồn tiên Quỳnh Trì vì nàng ngưng hồn, cũng chỉ có Ma Quốc Kỵ bị nàng đến các loại tuyệt cảnh chi địa này. Nàng đã minh bạch, nếu như trong vũ trụ có vĩnh hằng, đây không phải là đại đạo mà là yêu. Đại đạo có vết tích, yêu không có vết tích, chỉ có vĩnh hằng. Quả nhiên là hỗn độn khốn trận. Đứng tại màu đỏ khe trời loạn lưu trước đó, là hơi có chút kích động. Hắn mặc dù không có linh nhãn, không có cách nào như Ma Quốc Kỵ thấy gặp hỗn độn khốn trận bên trong đạo văn, có thể cái này cũng không có ảnh hưởng phán đoán của hắn lực. Chỉ có khai thiên tích địa tạo ra hỗn độn khốn trận mới có loại khí tức này. Nói cách khác, Ma Quốc Kỵ chỉ cần trong loại khốn trận này, vĩnh viễn không có cơ hội đi ra. Loại địa phương này cũng chỉ có thể là mới có thể tìm. Là cơ hội là tựa lường theo địa phương vũ trụ đản sinh ra cổ xưa tồn tại. Lạc đạo hữu, hiện tại phải xem người rồi. Thái Lan hướng Lạc Ôn Quyền giọng nói là vô cùng khách khí.
Loại hỗn độn cuốn trận này đích thực có thể khốn bất luận kẻ nào, đồng dạng trở thành bảo hộ trận. Người có thể đi vào cuốn trận xem như là tiến nhập cuốn trận, cũng có thể xử lý máu quốc kỵ. Nhưng người có thể tới sao, chít là Thái Loan biết hắn không có cách. Lạc mỉm cười, hôm nay nơi này là tới hơn 100 người, cơ hồ là toàn bộ đỉnh cấp vũ trụ cường giả tụ tập ở đây. Cho nên ta cần phải mượn nhờ mọi người chờ ta đem hỗn độn trận này luyện hóa. Một khi ta luyện hóa hỗn độn hộ trận về sau, máu kia chính là chúng ta đồ ăn mâm chỗ. Đề vật nhíu mày ôm cười nói, Lạc đạo hữu, chúng ta biết thực lực của người thậm chí là toàn bộ đệ nhất nhân, nhưng mà muốn nói điện hóa nơi này chỉ sợ không có số lượng trăm vạn năm làm không được. Lạc Từ Tố nói, để vào đạo hữu, nếu như người phát hiện loại chỗ không gian này, người kiện thứ nhất chuyện là làm gì? Đề vật cười hạ, đích thật là luyện hóa bất quá. Không đợi đề vật nói xong, Lạc đưa tay ngăn đề vật nói, ta tại 500 vạn năm trước phát hiện nơi đây, xong muốn luyện hóa nơi này cũng không phải là thời gian nào đủ. Còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực giúp ta, nơi này ta luyện hóa 9 thành 9. Chờ ta bố trí đại luyện hóa trận, tại chỗ không gian bị ta luyện hóa, ta trưởng khống lấy họ Mặc kia trong nháy mắt, mọi người cũng là cùng nhau xuất thủ. Họ Mặc kia mạnh hơn cũng không đáng cho ta tất cả đồng thời ra tay. Minh Nhạc Thần Đế thản nhiên nói, lúc trước hắn đinh đầu vũ, kém chút nữa xử lý Mặc Quốc Kỵ, cho nên hắn đối Mặc Quốc Kỵ cũng không phải để ý. Đừng bảo là nhiều người vây công như vậy, xem như là chỉ cần hai cái thánh nhân, lại thêm hắn cùng Đại Mạc có thể thòng dòng xử lý Mặc Quốc Kỵ. Là không thèm để ý, ha ha cười. Minh Nhạc đạo hữu, nói chỉ là người này một cái độn thuật kêu là xúc địa thành thốn, chúng ta không sợ họ Mặc kia, mà là lo lắng hắn bỏ chạy mà thôi. Nếu như không phải nhờ những người này hỗ trợ, Lạc sớm một bàn tay chụp vào trong phía Minh Nhạc, chỉ vào Minh Nhạc cái mũi mắng, người tính là cái gì, Mặc Kỵ một bàn tay có thể xử lý người. Mặc Kỵ cùng Sầm Thâm đắm chìm từ các loại xa nhau lộ cách trùng phùng vui sướng đi tới một cái bên khúc, dù chợt cảm thấy không thích hợp. Tôi tâm nàng chỗ sâu cũng lại cảm giác quân bực. Bàn giờ nàng tưởng rằng cùng Mặc Quốc Kỵ có quan hệ, sau một canh giờ nàng cảm nhận được cùng Mặc Kỵ không có quan hệ. Loại này nguy cơ sinh tử cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như nàng ẩn náu địa phương muốn tự bào đồng dạng, hoặc là nàng ẩn náu địa phương biến thành người khác từ nhân lồng giam. Mặc đại ca, khúc súng chốt cuộc nghĩ không được, cắt ngang, quên đi ngoại vật Mặc Kỵ cùng Sầm Thâm. Mặc Kỵ giật mình tỉnh, buông lỏng Sầm Thâm lúng túng nói, Khúc Du, cảm ơn ngươi những năm gần đây đối với Thư Âm làm bạn. Khúc Du sắc mặt trắng trợt, chỉ để minh bạch một sự kiện, đó là Mặc Kỵ đối với nàng thật không có ý nghĩa gì. À, Khúc Du tỷ, Thư Âm rốt cuộc tỉnh táo lại. Cứ việc nàng y nguyên nắm chắc tay Mặc Quốc Kỵ, nàng tại biết trước mặt Khúc Du cùng Mặc Kỵ dạng này là không tốt. Mặc đại ca, ta luôn cảm giác nơi này có chút cổ quái, tôi hổ muốn lộ tung đồng ra, lại như muốn biến thành người khác lồng giam, không phải là như là bị người khác luyện hóa. Khúc Du rốt cuộc minh ngộ tới, biến hóa người khác lồng giam không phải liền muốn bị người khác luyện hóa sao? Mặc Kỵ bình tĩnh lại, không đợi Khúc Du nói xong, sắc mặt hắn cũng là khó coi nói, người nói không sai, người kia tới, nơi này thật là hắn bố trí tới, hắn để đợi ta tới rồi đó muốn xử lý ta. Vừa mới là lúc tiến vào, Mặc Kỵ còn là không cảm nhận được người khác luyện hóa vùng không gian ký tức. Hiện tại hắn chỉ để cảm nhận được là có người tại luyện hóa phương hỗn độn cuốn trận này, mà luyện hóa cũng không khác mấy, sẽ là phải hoàn thành. Không cần phải nói người luyện hóa, nơi này cũng là Lạc. Một khi Lạc đem nơi này chỉ để luyện hóa, vậy hắn đợi hại hơn nữa cũng có không thể trốn thoát được Lạc lòng bàn tay.